Trong bối cảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp du lịch đang lâm vào tình trạng sức cùng lực kiệt. Hội Lữ hành Hà Nội vừa đề xuất chiến dịch xanh xanh lên phương án đón khách an toàn với các quy trình nghiêm ngặt trong suốt quá trình tour nhằm hy vọng là khôi phục được hoạt động du lịch nội địa. Hội Lữ hành Hà Nội và Câu lạc bộ Du lịch Bền vững V-Green vừa tổ chức hội thảo trực tuyến chiến dịch xanh xanh với sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý, đầu tư xúc tiến du lịch và doanh nghiệp lữ hành nhằm tìm ra phương án đón khách du lịch an toàn ngay khi điều kiện cho phép. Đây là chiến dịch thúc đẩy du lịch nội địa, trước mắt là kết nối đường bộ giữa Hà Nội với các tỉnh thành phố lân cận với tiêu chí năm xanh, gồm thẻ thông hành xanh, doanh nghiệp xanh, hành lang xanh, điểm đến xanh và dịch vụ xanh. Các chuyên gia du lịch cũng cho rằng việc khôi phục hoạt động du lịch không nên vội vàng mà cần thí điểm một số tour tại một hai địa phương và do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đứng ra chủ trì, ban hành các tiêu chí chung. Để tiếp tục cải cách và hiện đại hóa, triển khai có hiệu quả luật quản lý thuế số 38 và nghị định 123, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 78 quy định chi tiết về việc thực hiện hóa đơn chứng từ trên toàn quốc. Điểm quan trọng nhất của quy định này là việc quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Thông tư số 78 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về hóa đơn điện tử gồm ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, mẫu hiển thị các loại hóa đơn điện tử, ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử. Việc triển khai hóa đơn điện tử rộng rãi trên toàn quốc sẽ rút tiết giảm thời gian chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế. Việc sử dụng hóa đơn điện tử thì cũng là giảm chi phí chung của toàn xã hội nhưng là không chỉ mang lại các cái lợi ích cho doanh nghiệp. Hóa đơn điện tử cũng giúp cho ngành thuế xây dựng cơ sở liệu về hóa đơn và hỗ trợ phục vụ công tác thanh tra kiểm tra hoàn thuế, phân tích rủi ro cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Kế hoạch thực hiện chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 sẽ triển khai tại 6 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định. Giai đoạn 2 từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022 triển khai tiếp tại 57 tỉnh thành phố còn lại. Thưa quý vị, bất chấp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, vốn FDI đầu tư vào Việt Nam trong 9 tháng đạt 22,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này thì gây bất ngờ bởi thu hút FDI 8 tháng đầu năm đạt 19,12 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước. 9 tháng đầu năm, Việt Nam thu hút được hơn 1.200 dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI với tổng số vốn là 12,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn điều chỉnh có 678 lượt dự án với tổng vốn tăng thêm đạt 6,4%, tăng 25,6%. Vốn góp mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có hơn 2.800 lượt, tổng vốn đạt gần 3,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 43,8% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI giải ngân trong 9 tháng đầu năm ước đạt 13 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm, trong đó Singapore dẫn đầu chiếm khoảng 28% tổng vốn đầu tư, Hàn Quốc vươn lên vị trí thứ hai, Nhật Bản đứng thứ ba. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 58 tỉnh thành phố của Việt Nam, trong đó Long An dẫn đầu tổng vốn đầu tư đăng ký vào nước ta từ đầu năm đến nay. Ngày 25 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến thương mại sản phẩm thạch đen tỉnh Lạng Sơn. Hội nghị trực tuyến nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá kết nối tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm thạch đen tỉnh Lạng Sơn tới các thị trường trong nước và xuất khẩu, đồng thời tạo cơ hội cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng như các địa phương trong và ngoài nước trao đổi tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển vùng nguyên liệu sản phẩm thạch đen. Từ cuối năm 2020, sản phẩm thạch đen của tỉnh Lạng Sơn đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc theo nghị định thư giữa hai bên về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm này. Nhằm đồng hành cùng với doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong bối cảnh ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng như là thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã nêu 35 ý kiến, tập trung chủ yếu vào 3 lĩnh vực gồm du lịch, xuất nhập khẩu, và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tiếp thu các ý kiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai giao các cơ quan chức năng khẩn trương đề xuất cách giải quyết hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xuất nhập khẩu, ra soát, hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp gia hạn thời gian nộp thuế và lãi suất đối với các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 tỉnh cũng cố gắng đẩy nhanh tiêm vaccine để các doanh nghiệp và người lao động yên tâm kinh doanh sản xuất. Ngày 25 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long và các bộ ngành liên quan về giải pháp phát triển chuỗi cá tra sau giãn cách xã hội. Từ tháng 7 đến nay, do giãn cách xã hội tại Đồng bằng sông Cửu Long đã tác động lớn đến hoạt động thả sống, nuôi, thu hoạch, chế biến và xuất khẩu cá tra của tỉnh Đồng Tháp sản lượng cá tra thu hoạch ước đạt hơn 930.000 tấn, bằng 81,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nửa đầu tháng 9, sản lượng cá tra thu hoạch giảm 77% so với cùng kỳ. Để hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản được ổn định, đại biểu đề nghị cần ưu tiên bổ sung tiêm vaccine đầy đủ cho lao động tham gia trong chuỗi hoặc có cơ chế xã hội hóa trong việc tiêm vaccine để doanh nghiệp chủ động tiêm cho công nhân, khơi thông ách tắc trong lưu thông, vận chuyển sản phẩm thủy sản, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất được đầu tư gần 10 tỷ đồng từ năm 2007, hoàn thành vào năm 2009, nhưng cũng từ đó đến nay, công trình thoát nước mặt và nước thải môi trường thị trấn chợ mới, nay là thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn không thể vận hành, sử dụng, gây lãng phí lớn. Theo thiết kế, công trình này sẽ xử lý nước thải khu chợ, nước thải y tế và nước thải sinh hoạt của hàng trăm hộ dân gần đó, nhưng sau hàng chục năm không thể sử dụng, khu vực bể lắng của dự án hiện nay đã trở thành nơi trồng rau của người dân. Toàn bộ nước thải vì thế cũng chảy trực tiếp ra môi trường. Thấy rất là ô nhiễm mà trước là là chúng tôi là cái xuống sông giặt giũ nhưng bây giờ không không dám xuống giặt bẩn quá. Nó ô ra rồi các kiểu đổ hết xuống sông. Còn những cái bể này khô cong không có tí nước nào. Tại hợp phần xử lý nước thải của Trung tâm Y tế huyện Trợ Mới, trong quá trình khắc phục, đơn vị này còn phát hiện toàn bộ phần nền móng của các bể chứa bể lọc đều là nền đất, sai so với thiết kế. Nên trong nhiều năm, nước thải y tế không qua xử lý chảy ra môi trường. À, riêng cái bãi lòng ngầm ấy thì hiện trạng cái lúc trung tâm sửa chữa cái cái nền ấy là nền đất tường thì không không chắc do vậy mà cái cái nước nó bị thất thoát qua quá trình sử dụng thấy không có hiệu quả thì đào lên để mà sửa chữa thì mới phát hiện ra những cái sai sót những cái sơ suất trong quá trình đó là à, xây dựng cái dự án cái công trình như vậy Thực tế cho thấy nhiều hạng mục thi công không đúng thiết kế, có dấu hiệu bị rút ruột nên không thể đưa vào sử dụng. Dù đã hoàn thành dự án từ năm 2009, nhưng hiện nay chủ đầu tư còn chưa làm xong hồ sơ quyết toán và bàn giao công trình. Do đó, cơ quan chức năng cần làm rõ xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân Thị trấn Trợ Mới thời điểm đó và các đơn vị có liên quan.